Xin kính chào các vị quay trở lại với series, đó là thành viên của VV Studio trong Sài Gòn thì đang dùng thiết bị gì? Các bạn có biết gì không ạ? Đây là con Xiaomi Mix 2, một trong những cái sản phẩm trước đây mình đã từng review làm từ gốm. Nó có một đặc điểm là bền nhưng mà dễ vỡ. Đây mình sẽ thử thả cho anh em. Vâng, nhưng mà mình phải xin phép chủ nhân của nó, bạn Thụ Đức, cho anh trên tay trải nghiệm qua một chút. Các bạn sẽ thấy là chiếc Xiaomi Mix 2 chúng ta này có rất nhiều cái thế mạnh của thiết kế như cực kỳ bám mồ hôi và dấu vân tay. Trông tởm không? Trông khiếp không chịu được luôn ạ, rất là dã man. Bị sứt một góc này, em không dám màn hình à? Không, em để trần hết luôn. Uầy, không dán không bốp. Bạn này chơi trần hết luôn. Con được mấy tuổi rồi? Em chưa có con, may mắn là như thế. Ảo ma Canada nhỉ? Hôm nay anh vừa xem ở trên thời sự có một thông tin. Những cuộc tình chóng vánh. Các mối tình nó rất là nhanh, tính khoảng tuần, tháng thôi. Cũng chỉ vì xuất phát từ niềm tin. Và thế thì hôm nay ta sẽ cùng xem là cái chiếc Xiaomi Mix 2 này 3 năm rưỡi thì nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì con này ngày xưa em mua bao tiền? Con này là ngày xưa em mua cũ qua tay. Em mua lúc đấy tầm khoảng 3 triệu rưỡi, 4 triệu. Tức nghĩa là tính từ cái lúc em mua là 3 triệu rưỡi. Vâng. Đến bây giờ vâng. Là 3 năm rưỡi. Nói chung là ngày xưa dòng Mix là khá là đắt, nó định vị là cao hơn dòng Mi. Hiện tại thì Xiaomi Mi Mix là một trong những dòng sản phẩm mà mình thấy tiếc nhất. Bởi vì nhá, cái con cuối cùng mình được review vào trên tay là con Xiaomi Mix 4. Con đấy là có camera ẩn dưới màn hình, đúng không? Sau đó thì Xiaomi tiếp tục tung ra, đó là Xiaomi Mix Fold. Cái dòng Mi Mix này không tồn tại được, em biết tại sao? Bởi vì nó cố đi theo một cái triết lý quá. Em nghĩ là bởi vì nó cố tất cả dòng Mi đều là làm cho cái màn hình nó phẳng hết. Nó không có nốt ruồi, không có tai thỏ. Theo anh ấy là vì cái sự khác biệt của con Mi Mix này đã không còn so với những smartphone còn lại nữa. Ngày xưa ấy, người ta thích Xiaomi Mi Mix ấy là tại vì là sao? Nó viền móng, đặc biệt là móng ở ba cạnh, sau đó nó giữ một cái cằm. Cái này thì ngày xưa chính mấy ông GAV đã làm trước, đó là mấy cái con Sharp. Sau đó Xiaomi thì làm ra thị trường toàn cầu với những con này. Nhưng em nhìn đi, nếu mà so sánh với kể cả những con iPhone bây giờ này, hay là kể cả là con Pixel máy năng dùng, viền con này bây giờ cũng không còn móng hơn nữa. Đó, nó gần như là tương tự nhau và đặc biệt là bây giờ không còn những cái điện thoại có cằm dày như thế này. Thế nên khi đó thì cái con Xiaomi Mi Mix mất hẳn đi cái sự đặc biệt của mình. Vì vậy nên họ là bắt buộc phải bỏ đi thôi. Và bên cạnh đấy nữa thì những cái con như là Mi 12 nó cũng đang ngày càng là viền móng như vậy. Thì tất nhiên là sự khác biệt giữa dòng Mix và dòng Mi là không còn. Không tin thì bây giờ anh em có thể mua ngay ví dụ như con Xiaomi 12T One Way bây giờ chỉ có 9.990.000, viền có móng không? Móng. Móng. Ngoài ra Xiaomi 12T Pro chúng ta là giá chỉ từ là 13.990.000. Anh em đang có chương trình là giảm giá lên tới là 300k. Link mình sẽ để dưới mô tả cho mọi người. Phần lớn những cái con Mix ấy thì là camera nó không ngon. Ngày xưa thì Xiaomi chưa có một cái thế mạnh về camera. Phải đến tận những con là 11 Ultra thì bắt đầu là camera ngon hơn rồi. Thì cái trải nghiệm camera của em như thế nào cho mọi người xem một vài tấm ảnh. Hiện tại thì nó sẽ hơi đuối. Ví dụ như đây, đây mấy tấm mà em chụp ảnh nó khá là mờ, nó không giữ thiếu được chi tiết, bệt, kể cả là chúng ta trong nhà có ánh sáng hay không. Em luôn luôn phải lưu lại hình với cả video lên cloud xong xóa bớt đi, chứ không thể nào mà để lại trong này được. Thế còn hiện tại là với 64GB em dùng những gì mà đã hết rồi? 64GB đầu tiên là bởi vì em dùng app nhiều, nhất là em cài khá là nhiều app bởi vì ngày xưa em phải cài để trải nghiệm ấy. Ui, nhìn này, một rổ các cái app ở trên cái máy này mà đếm xương xương chắc phải tính bằng trăm app rồi. Ví dụ như Clash of Clans này, sau ngồi Google Maps lại cài cả bản Go, Bách Hóa Xanh, Among Us. Thậm chí là có cả cái app đó là APK Modi và cả app VN, một trong những kho tải app lậu. Thằng này chơi đồ lậu này không được rồi. Không được trải nghiệm. Lại là lý do trải nghiệm. Bên cạnh đấy, hiện tại nợ nần của em có nhiều không? Dạ không, em đừng có giấu nữa. Này, cài cả app Binance, sau này cả SSI chơi chứng khoán. Thằng này có được cả hai cái món nợ này vào trong người thì bây giờ chú chưa mẹ bán thận là anh cảm thấy là may mắn lắm rồi đấy. Em vẫn còn mùa World Cup để gỡ mà anh. Có chắc không? Ở đây là con Mix 2S. Thế mà nãy giờ ông ấy cứ bảo đây là Mix 2. Về cái tông số. Vãi, con này bị vỡ màn hình mà. Dạ đúng rồi, nó bị mẻ ở góc này. Trời. Ảo ma Canada thật, nó bị mẻ một góc màn hình. Bên cạnh đấy nữa thì anh thấy là cái màn hình này có quầng xanh xanh xung quanh là cái ứng dụng hay là nó bị lỗi màn hình ấy? Nó bị lỗi. Sau một thời gian nó đến tuổi của nó rồi anh ạ. Cái thằng này nó cứ khoe là máy em ngon lắm. Nhưng mà từ lúc em mua là đã bị sẵn rồi hay là? Dạ không, nó mới bị khoảng nửa năm gần đây thôi. Chứ đấy là không bị. Nhưng mà với 3 triệu rưỡi và vì màn hình mỏng mà bị lỗi như thế này thì cũng chấp nhận được. Đúng không? Giờ sao mình cũng phá khá là nhiều rồi. Nhưng mà anh nghĩ là thôi, tạm biệt em đi, hiện tại không làm việc nữa, em nên nghỉ việc ở đây. Các bạn biết tại sao không ạ? Thằng này nó cài YouTube van này.
làm creator nhìn đi, nó cài YouTube van để không xem quảng cáo, các bạn thấy nó mất dạy không ạ? Thôi rồi mày đi về đi, đi cứ ra khỏi đây. Còn về pin thì hiện tại thì thời lượng sử dụng bao nhiêu? Pin con này thì nó dùng khá là mạnh, đặc biệt là khi em cắm sạc liên tục. Một ngày em có thể sạc từ 4 đến 5 lần. Đặc biệt là chơi game thì chỉ cần 3 ván liên quân thôi là pin từ 100% xuống khoảng 20%. Thế em nghĩ sao về việc thay pin? Đợt trước em có từng thử đi thay pin. Xong rồi đợt đấy là em ra cửa hàng, em bảo là cho em thay pin con này. Thì bên cửa hàng ấy hỏi là thời gian dùng bình thường của em khoảng bao nhiêu. Em bảo là em dùng khoảng từ hơn 2 tiếng. Thì bên ấy họ bảo là nếu mà dùng hơn 2 tiếng thì chị nghĩ là không nên thay. Bởi vì bên này thay pin bên ngoài thì em dùng cũng dùng khoảng 3 tiếng mà thôi. Thà em dùng pin zin còn hơn. Cười dã man ai ơi. Và con này nguyên gốc của nó màu gì? Nguyên gốc của nó vẫn là màu đen luôn. Mày có chắc không? Em chắc. Cổng sạc biến mẹ thành màu trắng rồi. Tôi tưởng thằng này là máy màu trắng đi dán từ kim đen. Đút ra đút vào nhiều rồi, nó cũng bắt đầu có dấu hiệu bị Và đấy là như vậy, là chúng ta lâu lắm rồi mới được cơ hội trên tay chiếc Xiaomi Mix 2S đã ra mắt được vài năm, mà bạn Công Đức đã may mắn mua với giá là 3.5 triệu đồng. Cách đây cũng là hơn 3 năm về trước. Một mức giá tốt cho anh em có thể trải nghiệm. Nhưng mà thực sự ra mà nói thì dù sao thì chiếc điện thoại này nếu mà tôi mua, tôi sẽ cho vào tủ kính để sưu tầm, thay vì phá thằng này phá quá trời là phá luôn. Không biết anh em nào đang dùng Xiaomi Mi Mix 2 hay là 2S hay là Mix đầu tiên thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết với nhá. Đây từ đã, tiếp theo ông này đang dùng Pixel gì ấy, 4A. Đúng rồi. Pixel 4A. Em một còn một Pixel, một con 13 Pro Max, một con Xperia Z5. Ôi hay quá các bạn ơi, video tiếp theo ta sẽ cùng nhau trải nghiệm Xperia Z5. Then hey, survive, then hey, survive, then hey, survive.